chưa? Lần đầu. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mai xin chia sẻ một ngày chạy sâu của Mai đưa Bông đi xin việc, đưa em mê đi thực tập và quay lại đón Bông rồi quay lại đón em mê. Một ngày diễn ra như thế nào trong cái thời gian này của Mai? Mai rất là bận nhá. Tuy rằng không có đi làm á, nhưng mà mình kín lịch luôn. Tình yêu của em được hôm về làm sớm một cái là tranh thủ cắt cỏ vườn luôn nhá. Trời ơi, bao nhiêu ngày nữa nó mưa đó, trời ơi, cỏ mọc cao hơn cả đầu mà không cắt được ấy. Hôm nay nó nắng, mà nắng một hôm thì chưa cắt được đâu nhá. Phải đợi nắng mấy hôm cho nó khô cái vườn đó. Không phải nắng mấy hôm mà nắng một hai hôm cho nó khô cái vườn đó thì mới cắt được. Mà ông xã cố gắng cắt ngày hôm nay thì ngày mai đã báo mưa rồi. Trời ơi, không biết là như thế nào đây. Đang đứng trong nhà ông xã lại kêu là ở đây có đồ ăn được à, hóa ra là cây cây dâu ông xã trồng ở đây. Trời ơi, đây có nghĩa là chín rồi, kêu con trai ra ăn. Trời ơi, cả vườn nhà em có được một cây dâu đây à? Đâu, không phải được cây dâu mà mâm xôi. Mâm xôi đây, cả vườn được có cần đây, mâm xôi đây. Trời ơi, quý chưa. Ông xã kêu đợi gọi Luy ra ăn. Đấy đấy, phần Luy nhá. Đấy. Mấy chùm. Đó. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đó. Hôm nay Bông được nghỉ nha. Đó, nghỉ hè nó bắt đầu. Hôm nay con vào bếp con làm món gì đây? Con làm bánh cuốn. Đấy, Bông làm bánh cuốn nhưng Mai làm chưa thành công đâu. Nó con nói là xem trên mạng dễ lắm, bảo thôi hôm nay dễ thì con làm đi đây. Con đang băm ức gà để làm nhân nha, tại vì nhà không có thịt lợn đấy. Không có thịt heo ở đây. Mọc nhĩ đây, đấy, xem một cái đảo nó giỏi như nào hôm nay. Tí nữa xem sản phẩm như nào nha. Đó, bây giờ công đoạn Bông xào nhân nha. Tự nhiên tự diễn cho con xem cái gì kia nào, xem cái nước là ngon không đấy. Bông à đúng rồi, bông nhéo bột nha, trộn bột nha. Đó. Ủa 30 phút một tiếng phải không? Vâng. Con chiên xong bây giờ là 1 giờ là ăn đấy. Đấy nha, đấy nha, hôm nay là Bông ra tay nhá, xem gạo xay có giá cám không. Đây đây là không có nước xương. Đây là Linh tạm miếng thịt ba chỉ nên để làm mắm. Rồi. Làm mắm theo kiểu Pháp ấy. Mắm bánh cuốn theo kiểu Pháp đây. Lần đầu tiên làm được cái bữa vậy, được cái đĩa bánh cuốn ngon này nhá. Thật sự là Mai chưa bao giờ Mai làm được cái đĩa bánh cuốn chuẩn như này đâu, thật lòng ấy nhá. Bông này Bông học trên mạng Bông cách làm bánh cuốn rất mềm luôn. Bất ngờ. Nếu mà đúng là từ ngày làm bánh cuốn giờ là hôm nay là bánh cuốn ngon nhất ấy. Ê mê, con ra xem bánh cuốn này. Họ ngon không con? Je pense de pomme foie c'est bánh cuốn thì eta tăng cấm dạ. Đó, bánh cuốn tăng cắm xa bông cắm ra. Wow. Đấy, ngon chưa? Lần đầu. Mai mời cô chú anh chị các bạn ta ăn cơm với lại ba mẹ con Mai nhá. Úi giời, úi em mềm phải biên nhanh chóng. Đã làm bát rồi nhá. Đấy, bánh cuốn trắng cháo ra bàn nhá. Wow. Hôm nay là Bông đang vào bếp nhá. Hôm nay là Bông trổ tài món gì? Bông. Con làm món thịt kho tàu. Okay. Thịt kho tàu, ok. Đấy, xem là chốc nữa sẽ ra như nào nhá. Bây giờ đang vật vã mới cắt miếng thịt, cầm con dao đã sai rồi. Tại còn ấn xuống nó không được. Đấy, thấy chưa? Đây lý do hôm trước cắt vào tay của. Không, bây giờ hết cắt tay rồi con. Đâu, hôm trước mới cắt xong.
Thế à? Thế thì phải làm suốt. Không, hôm trước là con. Đây là buổi đầu tiên Bông đi làm nhá. Hiện tại thì Mai đang đứng Mai đón Bông nhá. Ở xe của Mai đây. Ở đây họ làm những cái bàn đấy để nhân viên tới đây ăn có thể ngồi đây rất là thích này. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Đây cái bàn đây này. Rất là thích. Nhân viên làm ca sáng, ca chiều này, đó. Có thể tới đây ăn picnic đó. Tên của công ty Bông ở bên kia kìa. Ai làm ăn xong thì đi vào. Hiện tại thì chẳng khoảng 5 phút nữa là Bông ra mà chưa thấy Bông đâu nhá. Mai rất là vui xem mà buổi làm việc đầu tiên của con thế nào. Đây đây, Bông đây, Bông đây. Lạc lối đây. Đi mãi không ra đây, nhanh lên. Nhanh lên. Hôm nay đi làm thế nào? Có trai đẹp cua không? Không. Đó, em mì nhá. Em mì của ông bà cô chú là đi thực tập về nhá. Mai đến mai đón này. Bonjour em mì. Chào con. Hôm nay con thực tập có vui không? Càng vui lắm. Thế con mệt không? Một chút à? Est-ce qu'on peut acheter des sandales? Sandales maintenant hả? Si tu veux. Oui. Thế con nói sao với mẹ nhỉ? Ça va? Con cảm ơn mẹ. Thế thì mua sandales nữa? Oui. Thế con chọn chưa? C'est là quoi? Con chọn chưa? Est-ce que tu as choisi? Non, mais on peut regarder là-bas. Ok, on y va. Oui. Chị tự nhiên đeo kính của mẹ điệu đà. Chị mi chả mi. Chị ba gác. Để cho mẹ lái xe thôi. Alo, nhỉ? Tiếng Việt cho em sao? Đi thôi. Đúng rồi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Cảm ơn. Mẹ ơi. Đi thôi. Đi thôi. Rồi. À, Bông đấy, Bông kìa. Bông ra trước đã đợi cô rồi. Bonjour. Sao hôm nay làm việc thế nào? À, được ạ. Bữa nay nó nhìn chúng mây đã chưa? Chúng mây đẹp nhỉ? Chín mây giống như tuyết vậy nhỉ? Vâng. Hồi sáng thì mưa tầm tã, xong bây giờ thì trời xanh, chuẩn mây trắng luôn nhỉ? Sau khi Bông phỏng vấn ấy, Bông đợi một tuần thì được nhận nhá. Và đây là buổi làm việc thứ hai của Bông, cũng là thứ sáu. Rồi Bông được nghỉ cuối tuần, Bông được nghỉ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai và thứ ba con lại tiếp tục làm tiếp. Đó, bây giờ là tối nay ăn gì Bông? Tối nay ăn cô lô bát tàng gọi cuốn ạ. Đúng rồi, đó. Bây giờ thì Mai cắt hẹ. Và tối nay ăn món gỏi cuốn. Cắt hết nha cô. Cắt hết hả? Chỗ có bộ là xẹt một phát hết để nó lên cùng một lúc ấy. Đấy, thế cái này non lắm. Cắt một phát hết luôn để cho lên cùng nhau hả? Cắt hết này luôn nhé. Ê, nhanh nhỉ, lần trước chính mình càng cắt nó càng xanh con ạ. Không cắt để nó không lên nữa. Nó chỉ cao thế thôi. Con thấy đi vào bệnh viện thăm ông này. Họ có một cái cây gì đây? Cây kinh nghỉ có hành như kiểu bên nhà bác Mích ấy. Thế cắt xong rồi là cô thấy nó cứ dài mãi như vậy. Từ ngày trước giờ như vậy, giờ như vậy. À, đây là rau muối à? Rau muối sẽ trồng sau chứ giờ cắt dây gốc. Cắt cái xịn. Ừ, nhưng mà chị Mích chị nói là không được cắt gốc của nó. Phải để nó có cái nhánh lên. Cây gì thì được nhưng mà cây này thì phải để lại cái nhánh để cho nó lên này. Ui thơm nhỉ? Ui thơm lắm con. Giống như cả như Việt Nam. Cái này ăn sống đúng không cô? Được, cắt luôn này nhá. Vâng. Trong này ăn toàn hẹ. Các cây khác chỉ kịp lên mỗi cây hẹ lên xanh thôi. Quả này là có rau ăn tại vườn đấy hả? Ôi giời ơi. Quyết tâm làm một vườn như nhà bác Mích. Ừ, đây, giúp cá. Giúp cá. Nó lên như nhuốn. Trồng đào biết đào lên con trồng đào xong vườn đi cô này đẹp cá cứ nhát nhó cái mắt nào mình cắt mắt đấy thì làm sao nó lên kịp thật nó không thèm nó chưa kịp lên nó ăn mất nó rồi thì làm sao mà phải để cho nó có cái mắt để cho nó đẻ hiểu chưa cô nghĩ là nó cũng không có kịp đẻ đấy chứ không phải cũng không phải trách nó đâu nhưng mà đẻ hơi lâu bọn này hình như nó không thích đẻ sao bọn này bây giờ nó thích sống mô đen này, hưởng thụ rồi gọi là gì?
nó không phải thích cái gì, không phải thích kế hoạch hóa. Kế hoạch hóa nó không thích cái kiểu là địa bừa phứ. Không phải, không phải, người ta chờ sinh voi chờ sinh cỏ mà mày không chịu đẻ gì cả, mày ngu thật đấy. Hay mình nhấc lên trồng như thế này. Ui mà cắt cái này cũng thơm nhỉ. Với cái mùi sắp cá là vui thế. Cái mấy cái này nó cao cao một chút. Dè 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 như này thế rồi ạ. Được thì oops. Đây, còn thế nó chưa kịp ra ra cành cũng đã cắt rồi. Uh-huh. Thì làm sao nó lớn được? Nó phải có một cái gì chứ. Cái trong góc phải có. Đây gì? Ừ. Xén đến ngọn cuối cùng. Đây này, con thấy nó có ba cái lá không? Thôi ừ. Để cho nó còn để nhánh nhỉ. Con thấy chắc tầm khoảng vài tháng nữa mới không được đấy, đến. Cô để một hai này cho nó ra nhánh nhá. Vâng. Cô nó chưa kịp ra nhánh, cô đã cắt nó rồi thì nó lấy cái tô không cô? Có. Nó chưa kịp ra nhánh, cô đã cắt nó rồi thì nó sống kiểu gì? Có sao tiết tô lại này già thế nhỉ? Ừ, công nhận. Lần trước cô trồng cành ấy, nó còn sai hơn đây nhá. Mà lần này cô trồng cây mà sao nó không có đẹp nhỉ? Vùi sâu nó xuống. Em nọ mưa đá đánh tan nát bề hoa ra rồi. Ồ, công nhận hôm trước mưa đá to thật. Cô cắt video mưa đá chưa? Chưa. À, con có quay nhiều đá. Con quay mà. Con okay. Quay cả đoạn đường đi một đoạn. Bình thường mỗi đoạn con quay được có vài giây nhưng mà đoạn đấy không quay nhiều. Tại xe của bà nó mù mịt luôn. À, có cái này trong nhà rồi đúng không? Thế à? Ừ, cô mua rồi. Cái này. À, rau quế hả? Ờ, húng quế à? Ôi trời ơi, năm nay làm sao nó không có chịu lên nó như nào vậy? Húng ạ? Ừ, húng như này, mọi năm nó lên sai. Từ chắc năm nó chưa kịp lên. Năm nay nó chưa kịp lên là đã ăn mất nó rồi. Trời ơi. Người kiên nhẫn. Hay là nó vào nhanh, nó lên nhanh nhất là mùa xuân thì bây giờ qua mùa xuân rồi. Mưa đánh tan nát đường hoa nó ra đâu. Đâu, cây nhà mình vẫn còn sống chán. Đây, ba cái kinh giới thì mãi không lên được này. Kinh giới, à đây. Mở một cái quen. Cắt thấp xuống, cắt cao nhỉ? Cắt ngọn, con nhít cắt ngọn. Cắt ngọn cái này thì nó còn con ngọn. Nó lên tiếp ấy. Lên nhánh nhỉ? Ừ. Cháu cắt mai ra. Cái này là cái món thịt của Thái nhỉ? Một thịt bò mà con thịt bò xay á. Ừ. Con xào cho vào hay là ăn cái con đen đen này. Con môn á. Con xào cho này vào thơm lắm. À, con biết. Đây của Việt Nam gọi con hà đây. Không phải con hà, còn đây là món gì ở Hải Phòng cũng đủ chưa? Được rồi. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 là ngày Fête de la Musique, có nghĩa là ngày lễ hội âm nhạc á. Ở Pháp thì cứ vào ngày này hàng năm á, là cái ngày đầu tiên của mùa hè, ngày thứ hai của mùa hè là họ có chơi nhạc khắp nơi nhé, khắp thành phố lớn nhỏ. Thế mấy hôm nay xin ngủ ở nhà bạn ở Ho Chi Minh và tối đến đi nghe nhạc cùng bạn. Hai vợ chồng Mai đưa con vào thăm ông nội, sau đó là đưa con tới nhà bạn. Đó, món gỏi cuốn của Mai đã xong nhá. Đó, tối nay rất đơn giản. Đây là Mai làm cái lườn vịt trong xã này. Đó, đó. Ok, Lui cũng bảo có muốn ăn lườn vịt. Em bé thì rất thèm món này nhưng mà tối nay thì đi chơi với bạn nhá, đến nhà bạn nhá. Nên là chỉ có ba cô cháu thôi, không có trứng không tôm luôn. Sẽ lấy cái thanh cua này, đó, cái sashimi này ăn kèm với thịt nhá. Đây là thịt muối luộc rất là ngon, Lui rất là mê món này nhá. Mà hôm nay hết cả bún hả? Phải gói miến vào. Ui ui, Lui đấy, Lui bảo không phải là bún đâu. Là phải không có cám bắt lợn ăn thóc đây này, đó. Không có bún ăn tạm miến cuốn nhỉ. Ok, Mai mời cô chú anh chị các bạn ra bán cơm gia đình Mai. Ok, một ngày chạy sâu của Mai đã xong và hôm nay là ngày cuối tuần nhá. Đó, bông được nghỉ 3 ngày, bông là hôm nay ngày thứ la. Bông ấy là hôm nay làm việc ngày thứ hai, Mai rất là vui. Và tối nay thì cũng ăn cái món con yêu thích nhá. Cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.